Xuất khẩu nông lâm thủy sản đến hết tháng 7 năm 2019 thu về 23,03 tỷ đô la Mỹ, tăng 2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, nhiều vấn đề đang đặt ra đối với nông sản Việt. Việc tham gia sâu vào các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA sẽ giúp Việt Nam gia tăng cơ hội xuất khẩu. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt khi hàng rào thuế quan được xóa bỏ thì hàng rào kỹ thuật sẽ nghiêm ngặt và khắt khe hơn. Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh mới, để duy trì được đà tăng trưởng xuất khẩu nông lâm thủy sản nói chung và các mặt hàng nông sản nói riêng, trước tiên cần phải duy trì và giữ được các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Mỹ, EU. Đối với các thị trường mới, điều quan trọng hơn cả là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm phải làm đúng các tiêu chuẩn, từ khâu chế biến, nuôi trồng, đóng gói và minh bạch hóa các chỉ tiêu chất lượng hàng nông sản xuất khẩu.